Xin chào các quý vị khán giả của chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC phối hợp cùng với Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott. Và tuần này thì Nguyên Lâm cùng với ekip của chương trình đang có mặt tại huyện Cái Nước. Đây là một huyện nằm ở phía nam, cách trung tâm thành phố khoảng 30 km. Cái Nước được xem là một trong những vùng kinh tế trọng điểm nằm ở cửa ngõ Nam Cà Mau. Và đây được xem là một trong những nơi có thể giao thương thuận tiện với khắp mọi miền trên Tổ quốc thông qua hệ thống giao thông thủy bộ thuận tiện, đặc biệt là trong việc giao thương và vận chuyển hàng hóa. Về giáo dục, năm học 2022-2023, toàn huyện có 11 trường mầm non, mẫu giáo, 22 trường tiểu học, 13 trường trung học cơ sở. Với gần 22.000 học sinh, những năm qua, mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện từng bước phát triển. Hiện nay đã có đường bộ nối liền từ huyện đến trung tâm các xã và hầu hết các ấp trên địa bàn. Tuy nhiên, địa bàn rộng và nhiều kênh rạch nên nhiều học sinh đi lại vẫn có phần khó khăn. Một bộ phận người dân còn nghèo, đời sống kinh tế còn khó. Quý vị thân mến, hiện tại thì ekip của chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ đang có mặt tại trường trung học cơ sở Cái Nước thuộc thị trấn Cái Nước. Và năm học 2022-2023, trường có 877 em học sinh, chủ yếu là con em của các gia đình trong thị trấn. Phụ huynh của các em thì chủ yếu là làm nghề vuông tôm và có 40% có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thường xuyên phải đi làm ăn xa. Và suất học bổng của chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ tuần này sẽ được trao cho em học sinh Nguyễn Nhật Anh, học sinh lớp 9A7 tại trường. Đối với em Nguyễn Nhật Anh thì trong năm học vừa qua cũng như những năm học trước là em cũng đã mang bệnh tật cách đây cũng 2 đến 3 năm rồi. Thì em cũng đã cố gắng hết sức để nỗ lực phấn đấu vượt qua bệnh tật để rồi tiếp tục con đường học vấn của mình. Thì mỗi một năm học thì em phải đi điều trị bệnh mổ ở Sài Gòn với thời gian cũng khá lâu. Nhưng mà khi trở về thì em cũng miệt mài bên trang sách vở của mình. Điều đó nó cũng ảnh hưởng tích cực đối với lớp 9A7 cũng như đối với các em học sinh trong trường. Đó là một cái tấm gương tiêu biểu để rồi các bạn có những hoàn cảnh khác nhau, tuy nhiên nhưng cũng phải vượt lên để rồi phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, là những tấm gương tiêu biểu của nhà trường. Em Nhật Anh liên quan về vấn đề bị bệnh suy thận và ảnh hưởng rất là lâu rồi. Thường một tháng là em phải đi Sài Gòn một lần. Em Nhật Anh rất là ngoan và đặc biệt là cái ý thức của em rất là tốt. Vì thế nó là vấn đề mà học tập không cần thầy cô phải, bạn bè phải nhắc nhở gì hết. Và đặc biệt bản thân em cũng tự ý thức luôn. Và em có một cái sự tiếp nhận về kiến thức rất là nhanh. Đó là cái điều mà bản thân tôi cũng tự hào lắm chứ. Và kể cả nhắc đến trường ai cũng biết em đó. Và hãnh diện là kêu tôi bằng má không. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng là hiện tại Nguyên Lâm đang đứng ở không gian của một quán cà phê được thiết kế và trang trí theo một phong cách rất là hiện đại. Tuy nhiên thì ẩn sau cánh cửa này là một dãy nhà trọ và nơi gia đình em Nhật Anh đang sinh sống. Từ khi sinh ra thì Nhật Anh đã cùng với cha mẹ di chuyển qua các căn nhà trọ khác nhau và tại khu nhà trọ này thì gia đình em đã sinh sống được khoảng 4 năm. Hiện tại thì gia đình cũng chưa có khả năng để có thể chi trả chi phí sinh hoạt cũng như là thuê trọ hàng tháng. Tuy nhiên thì được chủ nhà trọ yêu thương thì gia đình em hiện tại vẫn đang được sinh sống tại đây. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ghé thăm trực tiếp khu nhà trọ này để cùng xem hoàn cảnh thực tế của gia đình em Nhật Anh. Em ở trọ đây là hồi năm 2018. Năm 2018 như vậy thì thời gian đầu em trả tiền trọ được. Nhưng mà cái lúc mà cái năm dịch á là Nhật đồ phát bệnh này. Cho đến bây giờ là em thiếu trọ ba mấy tháng. Dạ em không có trả cho chủ trọ, cũng đòi hoài nhưng mà em không có tiền để trả. Rồi chú cũng thấy tội nghiệp, ông nói thương Nhật Anh ông mới để cho ở. 2018 bác sĩ nói cháu bị u tuyến thận. Không có ác tính nhưng mà dễ bị di căn, nhưng 4 năm sau thì bé bị di căn. Hiện bây giờ thận của cháu là ác tính, giờ bắt đầu chờ hóa trị. Bây giờ Nhật không mổ lại được nữa, giờ chỉ có hóa trị thôi.
vợ chồng em mà một tháng cũng 50 triệu, nhưng mà hai vợ chồng thì con nó bệnh thì không đủ nợ nần, nói chung nhật bệnh thời gian lâu quá thì cũng cạn kiệt. Cha mẹ em là phải làm nhiều hơn, cực hơn, thức khuya nữa. Dạ, cha em thì chạy xe ôm, chạy thì người ta kêu chở tôm là phải 1-2 giờ sáng là phải thức rồi, phải ở ngoài nắng để vá dép. Còn mẹ em thì phải thức tới khuya để may đồ. Chị Ngân năm nay 40 tuổi, nhưng sức khỏe của chị khá yếu vì đã qua 2 lần phẫu thuật ruột thừa và mổ dính ruột. Nghề may mặc, sửa đồ là công việc chính của chị. Ai đưa gì thì sửa nấy, nắng thì ngồi ngoài chợ, còn mưa thì về nhà và tranh thủ sửa đến muộn. Mỗi món đồ được một chục đến vài chục nghìn. Tích tiểu thành đại, được đồng nào chị cũng dồn hết cho Nhật Anh đi chữa bệnh, nhưng vẫn túng thiếu. Biết mẹ vất vả, Nhật Anh luôn tranh thủ giúp mẹ mỗi khi rảnh rỗi hay cơ thể em khỏe mạnh hơn. Dù một ngày 4 lần, em phải tiêm thuốc và đo nhịp tim, huyết áp. Vượt lên nỗi đau bệnh tật, em luôn lạc quan, chăm chỉ làm việc nhà, vừa để đỡ đần bố mẹ, vừa để bố mẹ yên tâm. Anh Linh, bố của Nhật Anh, năm nay 46 tuổi. Chiếc xe đẩy cắt chìa khóa và vá giày dép này là cả gia tài, là chiếc cần câu cơm của gia đình anh, nhưng thu nhập cũng bấp bênh. Tùy theo bữa, ví dụ như bữa nào mà đắt khách thì cũng được 200 ngoài, còn bữa nào ế thì cũng mấy chục, nó cũng bấp bênh, nó không có cái thu nhập, nó không có ổn định đó. Ví dụ như mấy ngày nay thì nó ế lắm, ngày có mấy chục ngàn à. Không, nếu mà nói làm thì chắc không có cái tháng, nếu như tháng hạn á, tháng hạn thì làm thì cũng tương đối được, còn như tháng mưa này thì đuối, làm kiếm không đủ. Có những lúc đi chỉ lãnh thuốc được nửa tháng à, nửa tháng hay gì à, chứ nó không có lãnh được trọn tháng. Ngoài cắt chìa khóa, vá giày, anh cũng tranh thủ chạy xe ôm để kiếm tiền thu nhập. Là trụ cột gia đình, dù bệnh tim hay ngất xỉu, nhưng anh vẫn gắng gượng, tất cả vì đứa con thân yêu. Mệt thì có mệt, nhưng mà đều có cái thì bây giờ con nó vậy rồi thì mình cũng gắng lên, chứ bây giờ nếu mà mình nghĩ mình mệt thì mình buông xuôi thì con mình nó khổ. Thì cứ còn sống còn bươn chải được thì cứ gắng bươn chải để lo cho con. Rồi bây giờ nó khỏe được ngày nào mừng ngày đó, cầu cho nó khỏe, nó vui vẻ thì mình cũng mừng rồi. Những nụ cười khi được học tập của con chính là động lực để bố mẹ em cố gắng mà quên đi vất vả. Thầy cô, bạn bè cũng thường xuyên đến để học cùng Nhật Anh mỗi khi em đi viện về. Em không bỏ lỡ bất kỳ một kiến thức nào. Bé lạc quan lắm, không thấy nó ham học. Kêu nó nghỉ nó không chịu nghỉ, nhưng mà bác sĩ thì không cho học. Nó chỉ học thôi, nó nói học mới vươn lên được, mới làm giàu được, chứ cha mẹ khổ quá. Em ước là em được học thành tài. Em học khối B để ra làm ngành y. Tại vì em muốn chữa bệnh cho những người nghèo để giống em. Rồi cái điều thứ hai là mong cha mẹ em luôn có sức khỏe tốt. Không mong sức khỏe cho bản thân mình, mà Nhật Anh luôn mong bố mẹ em được khỏe mạnh và hạnh phúc. Dù bệnh tật ốm đau, nhưng Nhật Anh luôn cảm thấy mình may mắn vì có đầy đủ bố mẹ, được quây quần cùng bố mẹ bên mâm cơm. Dù bữa cơm chỉ là rau dưa, nước mắm, còn bố mẹ vì con có thể làm tất cả. Đợt hóa trị tới mất đến 70 triệu. Đứng trước câu hỏi lấy tiền đâu để con chữa bệnh, bố em đã sẵn sàng bán một bên thận của mình lấy tiền chữa bệnh cho con. Cả gia đình em đang cố gắng từng ngày để Nhật Anh khỏe mạnh, tiếp tục được vui vẻ tới trường, để em thực hiện được ước mơ của mình. Vâng, xin được chào cô giáo chủ nhiệm và xin được chào tất cả các bạn học sinh của lớp 9A7, trường Trung học cơ sở Cái Nước.
Anh xin được tự giới thiệu, anh là Nguyên Lâm, tới từ chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ. Và trong cái hành trình của mình thì anh Nguyên Lâm cùng với ekip của chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ cũng đã đến với rất nhiều những tỉnh thành trên khắp mọi miền của Tổ quốc để có thể trao những phần học bổng. Và đây cũng chính là những cái động lực mà chương trình mong muốn là sẽ mang tới cho các bạn học sinh, mặc dù là có những hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên thì có những cái tinh thần học tập để có thể vươn lên và tìm thấy một cái tương lai tươi sáng ở phía trước. Vậy thì ngày hôm nay anh Lâm cũng rất là vui khi có mặt tại lớp chúng ta, và đồng hành cùng với chương trình thì còn có rất là nhiều những đại diện nữa sẽ đến thăm lớp của các bạn. Và ngay sau đây thì xin được giới thiệu có mặt trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là ông Đoàn Công Lực, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau. Vâng, xin được mời ông ạ. Và chúng ta sẽ có đại diện của nhà tài trợ Vietlott, đó là anh Trần Văn Nhí, sẽ là người trao học bổng này. Xin được mời anh. Về phía trường Trung học Cơ sở Cái Nước thì sẽ là một người thầy mà rất là thân quen với tất cả các em, đó chính là thầy hiệu trưởng. Xin được giới thiệu thầy Nguyễn Thanh Tùng. Và ngay bây giờ sẽ là cô giáo chủ nhiệm của lớp 9A7. Xin được mời cô Đỗ Tuyết Trinh ạ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là lớp mình rất là vui, đúng không nào? Các bạn có thấy vui không? Có vui không nhỉ? Đúng rồi, bởi vì là ngày hôm nay thì anh nghĩ rằng là không chỉ là niềm vui của bạn Nguyễn Nhật Anh, thành viên của lớp 9A7 chúng ta, mà còn là một cái niềm vui chung của tất cả các bạn học sinh lớp 9A7 cũng như là các thầy cô giáo. Bởi vì là sau một quá trình nỗ lực rất là dài, sau những năm học rất là vất vả, thì ngày hôm nay chương trình cũng như là một cái sự ghi nhận cho những cái sự nỗ lực đó của Nhật Anh. Và ngay bây giờ thì anh sẽ mời Nhật Anh lên trên bục giảng nhé, để chúng ta sẽ cùng nhận cái phần học bổng của mình. Và trước tiên thì em sẽ được mời, xin được mời anh Nhí sẽ có những cái lời chia sẻ. Dạ, kính thưa toàn thể các thầy cô và tất cả các em học sinh. Mình xin tự giới thiệu, mình là Nhí, đại diện cho công ty sổ số điện toán Việt Nam, Vietlott, trực thuộc Bộ Tài chính. Hôm nay tại trường Trung học Cơ sở Cái Nước, mình rất vinh dự được đại diện cho Vietlott trao một suất học bổng, trao cơ hội nối ước mơ cho em Nguyễn Nhật Anh. Thì mong rằng suất học bổng này sẽ hỗ trợ cho em Nguyễn Nhật Anh hoàn thành tốt cái công việc học của mình, cũng như là hoàn thành ước mơ và nguyện vọng của em. Vâng, xin được cảm ơn anh Nhí, đại diện của nhà tài trợ Vietlott. Và ngay bây giờ thì xin được mời anh sẽ trao phần học bổng này cho em Nhật Anh ạ. Với cả lớp chúng ta dành cho bạn Nhật Anh một tràng vỗ tay nào. Ngày hôm nay khi mà nhận được phần học bổng của chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ thì anh nghĩ rằng là Nhật Anh cũng sẽ có rất là nhiều những cảm xúc muốn chia sẻ cùng với các thầy cô đại diện nhà tài trợ cũng như là các bạn học sinh trong lớp mình, thì em sẽ chia sẻ một chút nhé. Em xin cảm ơn thầy cô và các nhà tài trợ đã ủng hộ và quan tâm tới em. Và em cũng xin cảm ơn các bạn đã đặt niềm tin vào em. Em nhận được cái phần học bổng này là em sẽ cố gắng vươn lên trong học tập và sẽ được đạt được kết quả tốt. Lời đầu tiên cũng xin gửi lời cảm ơn đến công ty sổ số Vietlott vẫn như chương trình VTC để có quan tâm đến các em học sinh có những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn nói chung, và đối với nhà trường, trường Trung học Cơ sở Cái Nước nói riêng. Thì hôm nay tôi cũng rất là vui mừng vì đây là một cái phần quà mà nó cũng là một cái động lực để giúp cho một học sinh của nhà trường để vượt qua những cái căn bệnh hiểm nghèo, rồi em có điều kiện để tiếp tục trên con đường học vấn của mình. Cà Mau thì còn rất là nhiều em học sinh khó khăn. Và chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ của Đài Truyền Kỹ Thuật Số VTC và công ty sổ số điện toán Vietlott đã thực hiện chương trình và trao cho các em nhiều cơ hội và để cho các em tiếp tục dự định vươn lên trong tương lai. Thì các em hãy cố gắng thực hiện, hãy ước mơ và cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Như vậy là ngày hôm nay thì phần học bổng của chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ đã đến được với Nhật Anh. Và trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay thì anh Lâm xin được mời tất cả các bạn học sinh của lớp 9A7 chúng ta sẽ cùng lên phía trên để cùng chụp lại một bức hình lưu niệm cùng với chương trình Trao Cơ Hội Nối Ước Mơ. Xin mời tất cả các bạn.